tích áp cũng mang luôn nha. Như mọi người biết là trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại bình tích áp có giá cạnh tranh khác nhau, mà Malo là hàng xuất xứ ở Trung Quốc. Thuận Nghiệp Thành hiện tại là nhà phân phối độc quyền của bình tích áp này tại thị trường Việt Nam. Mọi người có thể liên hệ với công ty mình để lấy cái chính sách giá chiết khấu của đại lý hoặc là những cái công ty xây dựng đó, cấp vô mấy công trình đó thì có giá tốt hơn. Sau đây mình sẽ giới thiệu sơ với mọi người là bình tích áp Malo có các loại như là 5 lít, 8 lít, 12 lít và 24 lít, còn một loại 50-100 đó, nhưng mà tại vì nó to mình cũng hãy để đây cho mọi người coi được. Từ 24 lít trở lên thì nó sẽ có loại đứng, nằm đứng và nằm ngang nha. Và đó là mình sẽ gửi những cái hình ảnh cụ thể ở đây là mình tích tác các loại để cho mọi người có thể dễ hình dung được là kích thước nó như thế nào nha. Bình tích áp Malo, mấy cái loại này người ta thường gọi là bình điều áp hoặc bình nén khí, bình tích khí á. Trong các hệ thống của phòng cháy chữa cháy hoặc là nhà cao tầng hoặc các chung cư đó là mọi người sẽ thấy là lắp nó lắp bơm, lắp một con bơm điện, bơm diesel và một cái bơm trục đứng. Nhưng mà thường mọi người cũng sẽ thấy là bên cạnh đó là cái hệ thống bơm nó sẽ có kèm một cái bình tích áp. Bình tích áp là dùng để điều hòa, ngăn chặn những cái xung đột xảy ra trong cái đường ống á, tăng giảm áp suất đột ngột dẫn đến cái hiện tượng như cháy nổ á. Cho nên là mọi người cần phải lắp thêm một kèm một cái bình tích áp này nữa để điều hòa lại cái áp suất ở trong cái đường ống đó, nó sẽ không bị tăng giảm một cách đột ngột. Làm qua đó là tăng tuổi thọ của máy bơm luôn. Khi mà mọi người lắp đặt bình tích áp này chung với cái hệ thống máy bơm nước của mình, nó sẽ kết hợp với bơm nước là để điều hòa lại cho cái áp suất cho hệ thống đường ống không tăng giảm đột ngột. Mình sẽ cung cấp được một lượng nước đầy đủ và dòng chảy cực kỳ mạnh. Qua đó là máy bơm sẽ hoạt động một cách ổn định hơn và tuổi thọ phải tăng sẽ tăng cường tuổi thọ của máy bơm. Công dụng của bình tích áp là bình tích áp hoạt động trên nguyên tắc là nén áp suất. Nó sẽ trữ một năng lượng, nguồn năng lượng ở đây là gọi là nước. Sau đó sẽ điều hòa và cân bằng cho hệ thống thủy lực cho hệ thống máy bơm nước. Bình tích áp hiện nay được sử dụng nhiều ở trong các tòa nhà cao tầng, này, chung cư, này, hệ thống phòng cháy chữa cháy nè. Bên mình đang bán cái bình tích áp mà loại 5 lít này là khoảng 250.000, còn cái bình tích áp lớn nhất là 100 lít là khoảng 2.400.000. Cái bình tích áp này có loại inox và chịu được nước nóng, thì clip sau mình sẽ lên cho các bạn coi là bình tích áp chịu được nước nóng bằng inox nha. Mọi thắc mắc thì mọi người cứ liên hệ với số hotline của bên mình để gắn ở dưới bên này nè. Mọi người sẽ được các thông số chi tiết cũng như là giá thành của sản phẩm. Hoặc là mọi người có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với bên mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Nhớ mình hẹn mọi người vào clip sau.